đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới đồng tính cho mối tình đầu. Nữ ca sĩ đang hồi hộp từng ngày trong sự kiện đặc biệt mà do vợ chồng mình đứng ra tổ chức cho cộng đồng. Đến cận kề ngày cưới, Lâm Khánh Chi mới quyết định hé lộ về cặp đôi thứ 10 và người này cực đặc biệt đối với cô. Nữ ca sĩ hé lộ về mối tình đầu khi chưa chuyển giới. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của Lâm Khánh Chi đã cập nhật một số thông tin về các cặp đôi trong lễ hội cưới dành cho cộng đồng LGBT mà hai vợ chồng cô sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 1 sắp tới. Tuy nhiên, điểm khiến mọi người chú ý chính là chi tiết cô nhắc đến mối tình đầu thời quá khứ. Cụ thể, Lâm Khánh Chi cho hay, cặp thứ 10 đăng ký lễ hội cưới lại là người yêu cũ, mối tình đầu của tôi đã bay từ Mỹ về tham dự. Lễ hội cưới cộng đồng LGBT, vợ chồng Khánh Chi là chủ hôn cho người tình cũ, thật vui và hạnh phúc vì điều này. 25 năm thời gian trôi đi nhanh quá phải không mọi người? Một tình bạn tri kỷ thật đẹp, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Hãy gửi lời chúc cho cặp đôi này nhé các tình yêu. Người đàn ông áo xanh trong ảnh chính là người yêu đầu tiên của Lâm Khánh Chi, thời điểm cô vẫn chưa chuyển giới. Đến hiện tại, những điều này mới được cô tiết lộ trên truyền thông. Ai cũng ngưỡng mộ vì sau 25 năm, họ vẫn giữ liên lạc dù cả hai đã cách nhau nửa vòng trái đất. Và đối phương còn nhiệt tình tham gia vào dự án ý nghĩa của người yêu cũ, khẳng định họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Khánh Chi, sau những mối tình không trọn vẹn, nữ ca sĩ đã rất hạnh phúc khi nên duyên với ông xã Phi Hùng. Thời điểm đó, hôn lễ của cô nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả cả nước. Cuộc đời của Lâm Khánh Chi như bước sang một trang mới khi chính thức trở thành vợ người ta. Cô ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn khi có người yêu thương và chăm sóc. Chẳng những thế, hạnh phúc của cả hai trọn vẹn hơn khi tổ ấm có thêm thành viên mới. Cậu con trai cưng đã giúp cho cô hoàn thành mong muốn được làm mẹ. Được biết, lễ hội cưới dành cho cộng đồng LGBT sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 1 tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Sau một thời gian dài chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ thì Lâm Khánh Chi khẳng định mọi thứ sẽ được diễn ra hoành tráng. 10 cặp đôi đều được diện trang phục mới hoàn toàn. Số tiền cô đầu tư cho sự kiện này lên đến hàng tỷ đồng. Cả hai vợ chồng đều mong muốn được san sẻ hạnh phúc với những người đồng tính vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.